Ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng phát huy vai trò nòng cốt chính trị để nhân dân làm chủ. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm trung tâm, thực hiện tốt việc tập hợp, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ mới, cần lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, tạo nền tảng vững chắc bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân dân là chủ thể, nhân dân là cái sức mạnh của đất nước. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí Thư nhấn mạnh rằng là nước ta sẽ bước vào một cái thời kỳ mới, bước vào một kỷ nguyên vươn mình, là một cái động lực để chúng ta tiến tới một cái thời kỳ mới. Mà cái động lực đó phải làm sao tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia phòng chống đại dịch COVID-19, triển khai đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành trong năm 2025, đặc biệt vận động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Bà Nguyễn Nam Phương, đoàn đại biểu đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng, tổ chức mặt trận chăm lo đời sống cho người dân, rất là thương dân, chăm lo đời sống cho dân thời gian như là dịch Covid nè. Như hiện nay nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp chân nhân có tâm ủng hộ vào mặt trận thì đó là cái nơi đáng tin tưởng nhất cho hoạt động an sinh xã hội. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết đây là nội dung xuyên suốt trong nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để cái phát huy được cái nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội thì không những là mặt trận mà cả cấp các ngành, đặc biệt là cấp ủy đảng các cấp thì cũng phải có sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo. Ở vai trò của mặt trận thì lúc đó hoạt động của mặt trận nó sẽ hiệu quả hơn trong các giám sát và phản biện xã hội. Và muốn phát huy được cái vai trò của nhân dân thì mặt trận phải biết sự tập hợp và phát huy được sức mạnh của đoàn kết toàn tộc thì hoạt động nó sẽ có hiệu quả. Với 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ đại hội lần thứ 10, các đại biểu cho rằng cần tập trung nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho rằng đây là một trong những nội dung quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các cấp phát triển theo kịp thời đại 4.0. Yêu cầu lớn nhất đó là phát huy cái tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của tất cả đại biểu cũng như là phát huy cái quyền dân chủ của nhân dân. Thực hiện các cái nhiệm vụ thực hiện theo đổi mới theo phương châm là sáng tạo. Trong đó thì đề cao thực hiện các cái nhiệm vụ trên cái nền tảng khoa học, công nghệ cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ 4.0 hiện nay. Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc là một chương trình hành động mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ khóa 10. Phó giáo sư tiến sĩ Quách Sĩ Hùng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần đặt nhân dân là trung tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân. Trên cơ sở pháp luật trong thực hành dân chủ thì sẽ bảo vệ tốt hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn, thiết thực hơn những cái quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Nó vừa là tạo cái sự đoàn kết nhưng mà cái sự nhất trí trên cơ sở lợi ích của nhân dân, lợi ích chân chính của nhân dân được đảm bảo. Đấy, tôi nói cụ thể đến tận người dân, kinh tế là trọng tâm, kinh tế trong phát triển thì người dân phải được hưởng lợi cái thành quả của đổi mới mà nhất nhật trong cái thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao của đại hội, với những chỉ đạo tâm huyết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu đồng lòng tin tưởng cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.